Ludeli còn được biết tới với danh sưng Wajeli Ba Lan. Cô bước chân vào sống giải trí với nhiều lợi thế, hình thể đẹp, chiều cao lý tưởng, khuôn mặt la nhìn. Con đường đoạt được màn ảnh của Ludeli cũng khá sung sẻ. Năm 17 tuổi, cô được người theo dõi biết đến từ giai diễn lính Hà trong bộ phim hợp tác giữa Việt Nam-Ba Lan có tên Moja Re thời gian gần đây lưu daily kế tiếp quay về với màn ảnh nhỏ tuổi qua các giai diễn trong những bộ phim nổi tiếng người phán xử chạy trốn thanh xuân lưu daily bước vào sóng giải trí với khá nhiều lợi thế song nhắc đến lưu daily đa phần người theo dõi luôn dành cho cô một thái độ cực kỳ gay gắt nguyên nhân là vì tình trường tinh vi của người đẹp chính này giữa thời điểm tên tuổi đang qua, Lưu Đê Ly dứng lùng lùn sùng cặp kè với Quy một người đã có thê thiếp con. Thời điểm đó, Quy và thê thiếp mới đang ly thân thì Lưu Đê Ly đã có con với nam này. Chính vì can đăng này, tên tuổi của Lưu Đê Ly trở thành mục tiêu công kích của đại bộ phận người theo dõi Việt Nam. Được biết, cô và Quy có tới 4 năm yêu đương trong bóng tối trước khi nam chính thức ly hôn thê thiếp. dư luận ghét Lưu Daily tới mức dù cô làm bất cứ việc gì, từ đóng phim cho tới đăng tải những bức ảnh cá nhân, cũng có rất nhiều người tấn công cô bằng những lời miệt thị, mỉa mai thậm chí là nguyền rủa. Nhưng khi tên tuổi đang lên, cô dứng phải can đăng giật chồng và trở thành cái tên bị ghét nhất nhì showbiz bi diệt. Ngày sinh con cho Huy cũng là ngày Lưu Daily bị bóc phốt với mắt qua giật chồng, ngày sinh sôi, ngày đêm trước tiên trong bệnh viện, tôi chiếm được bài bóc phốt. Trên mạng xóm hội tôi là kẻ cướp đi hạnh phúc khi gia đình đang vân vấn. Sau bài bóc phốt là hàng nghìn những từ ngữ không hay của những người ngoài cuộc trù thủ dội vào đứa trẻ vừa mới chào đời. Thậm chí cho tới tận hiện nay họ vẫn nói về con tôi như vậy, Lưu đi chia sẻ. Tháng 12 năm 2016, Lou Deely thừa nhận trước truyền thông rằng cô và Quy chưa kết duyên nhưng vẫn đang sống cùng nhau rất vui vẻ. Bất chấp những lời thoái mạ, chửi bới của dư luận, cả Huy và người đẹp chính đều dễ chịu chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào về tình yêu của họ. Bất chấp phản ứng gây gắt từ dư luận, Lou Deely và Quy vẫn dễ chịu chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau. Tháng 2 năm 2018, Huy công khai trạng thái đã ly hôn trên mạng xã hội cặp đôi cũng công khai sống cùng đại trượng phu trong một căn nhà thuê tại phố Hàng Bùm, Hà Nội. Cũng trong năm 2018, nhiều người theo dõi gây gắt báo cáo tẩy chay bộ phim chạy trốn thanh xuân vì cho rằng Lưu Đê ly không xứng đáng cả về nhân cách lẫn trình độ để đảm nhiệm giai nữ chính. Giữa tháng 9 năm 2019, sau hơn 4 năm đối chọi với dư luận, Lưu Đê ly chính thức báo cáo thừa nhận mình đã sai khi yêu và có con với một người đại trưởng phu chưa chính thức ly hôn. Lou Daily hy vọng khi cô thẳng thắn nói về những năm tháng đã qua, cô sẽ chiếm được sự cảm thông từ dư luận và có thể bỏ dở quá khứ. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới những người thân yêu, gia đình, bố mẹ, đại trưởng phu nhỏ nhắn bỏng của tôi, đồng đội đồng nghiệp và các bạn người theo dõi gì đã để chuyện đời tư ảnh hưởng đến tâm lý các bạn. Tháng 9 năm 2019, Lou Daily báo cáo xin lỗi dư luận, thừa nhận sai trái gì lỡ yêu người đại trưởng phu chưa ly hôn. không ai trong chúng ta có thể sống mãi trong quá khứ. Tôi cũng không bao giờ có dự định xóa bỏ quá khứ của mình, mà chỉ là tôi muốn bắt đầu làm lại tất cả, tạo dựng lại một tương lai mới tích cực hơn. Nên hãy cho tôi được bình yên. Chiều 17 tháng 10 năm 2019, nhiều người theo dõi bất thần trước thông tin Lưu Daily và Quy tổ chức đám gọi ngay tại căn nhà mà họ thuê để phổ biến sống với nhau trong thời gian qua sau hơn 4 năm hướng chịu sự nguyền rủa, chỉ trích từ công chúng, Lưu Đê và Quy tổ chức lễ ăn gỏi. Không rình rang, không chia sẻ bất cứ điều gì trên mạng xóm hội, chiều cùng ngày cổng qua và bản tên cô dâu chú rể mới được dựng lên một cách cấp tốc trước. Vậy là sau gần 5 năm hướng chịu sự chỉ trích, nguyền rủa của dư luận gì lỡ yêu người đại trưởng phu chưa ly hôn, Lưu Đê đã chính thức trở thành thê thiếp của Huy. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới.